Vâng, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh của JOT. Và hôm nay với một cái video này thì chắc chắn rằng sẽ giúp tất cả các anh em, tất cả các bạn đang xem kênh channel JOT sẽ hiểu rõ cái bản chất khi chúng ta mua bán kênh YouTube. Bên cạnh đó thì cũng có thể giúp các bạn có được những cái nền tảng kiến thức tốt trong cái việc giao dịch trung gian, hay các bạn có thể làm giao dịch trung gian trong cái việc giao dịch mua bán kênh để có thể kiếm được một cái khoản doanh thu nho nhỏ cho cái việc đó, chính là chúng ta buôn bán, đúng không? Và bên cạnh đó thì chúng ta phải hiểu rõ những cái nỗi, hay chúng ta phải lưu ý những cái cách khi chúng ta giao dịch. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết cách định giá về cái giá tiền của một kênh. Vậy thì hôm nay với lại một cái video mà mọi người thấy rất là rõ, đó là hiểu rõ cái bản chất của cái vấn đề mua kênh YouTube. Đây là cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Và cái vấn đề này thì rất là nhiều những cái đối tác của tôi, hay rất là nhiều những cái bạn có nhắn tin với tôi về cái việc đó là mua bán kênh như thế nào, giao dịch thì chúng ta phải cần những gì sau khi chúng ta giao dịch, rồi chúng ta phải cần hiểu về cái việc tăng thế giá của chúng ta sẽ là bao nhiêu, kênh chúng ta sẽ như thế nào. Thì hôm nay video mà tôi sẽ giải quyết cho các bạn thông qua những cái lời bình luận, thông qua những cái lời nhắn trong fanpage và những cái lời gọi điện. Và bên cạnh đó thì thông qua video này thì cũng trả lời luôn cho một số những cái bạn mà đang định giao dịch trung gian. Thì chúng ta sẽ biết cái cách định giá kênh, thì chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể hiểu rõ cái bản chất mua bán kênh như thế. Và thì chắc chắn rằng video hay hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, share, chia sẻ cho những anh em mà đang muốn giao dịch mua bán kênh, và các bạn muốn hiểu bản chất này nó như thế nào, nó mang lại nội dung hữu ích cho các bạn. Đừng quên nhấn chia sẻ cái điều này cho những người họ chưa biết, để họ có thể giao dịch kênh một cách an toàn, và họ có thể biết đâu họ có thể trở thành chuyên gia giao dịch trung gian trong cái kênh YouTube chẳng hạn. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với nội dung nào. Việc đầu tiên đó chính là khi các bạn mua bán kênh, các bạn phải nhớ một cái điều, đó là kênh thu nhập đều đặn thì không bao giờ bán. Đây là cái điều mà các bạn phải lưu ý kỹ vấn đề đó. Vì sao phải nói vấn đề như vậy? Vì thường những cái kênh ấy mà mang ra bán ấy, thì các bạn phải hiểu rằng là nó đã bị sẹo, hay nó bị rớp. Đó, nó đã bị sẹo của kênh. Sẹo đó có thể sẹo dính về nguyên tắc cộng đồng, hoặc dính bản quyền, hoặc rất là nhiều video xàm xí đú riêng tư, rất là nhiều vấn đề. Đấy. Và rồi chắc chắn một cái điều rằng là khi nó bị sẹo đó thì các bạn phải lưu ý một cái trường hợp, đó chính là nó bị sẹo, nó bị rớp nhưng nó đã xanh, sạch đẹp tất cả các nội dung của kênh. Cái vấn đề thứ hai đó là nó bị sẹo nhưng sẹo theo cái diện đó là sắp bật nở, sẹo theo cái diện đó là nó đang bị dính nguyên tắc cộng đồng hoặc bị dính bản quyền. Và đấy là cái điều mà những cái kênh mà người ta thường mang ra rao bán. Còn những kênh mà thu nhập đều đặn thì nhắc bạn lần thứ hai, đó là không bao giờ họ bán đâu. Và nếu như cái kênh có thu nhập đều đặn đó thì không dính bản quyền khiếu nại này, không dính nguyên tắc cộng đồng nào này, thì khẳng định bạn rằng là từ hai cái điều này, nó vừa đều đặn và nó không dính một thứ sẹo gì, thì chắc chắn một cái điều rằng khẳng định các bạn rằng không thằng điên nào mang ra bán kênh cả. Vì chắc chắn rằng là nếu như đã bán kênh ấy, thì nó sẽ có một cái vấn đề gì đó nó rất là kỳ lạ. Các bạn phải lưu ý kỹ vấn đề đó. Và hiển nhiên rằng là cũng có kênh ngon để có thể bán cho anh em, nhưng cái vấn đề đặt ra đó là cái kênh đó nó phải thân thiết đụt thì thân rất là thân thiết và rất là đụt thịt, và bên cạnh đó tình anh em thì may chăng mới san sẻ cho nhau cái bát cơm thôi. Chứ còn nếu như một cái kênh các bạn mua bán giao dịch trên mạng online, hoặc các bạn giao dịch với lại một số những cái thành phần mà các bạn hay nói là chầu tre, thì bạn đã thấy rằng là kênh thì chắc chắn là nó có một vấn đề gì đó rất kỳ lạ người ta mới bán. Ok, vậy thì khi mà mua bán kênh đó thì các bạn đừng bao giờ tin những cái lý do sau đây này: cần tiền đóng học này, cần tiền đánh bạc gấp này, cần tiền cưới này, cần tiền mua nhà này, rồi gia đình bận này, gia đình vỡ nợ, gia đình khó khăn, gia đình cấm làm YouTube này, rất là nhiều vấn đề như thế. Rồi đang vợ đẻ cần tiền gấp, rồi đang chán làm YouTube bây giờ bỏ và muốn bán kênh. Thì những lý do đấy là lý do tào nào, lý do vớ vẩn. Và những lý do này là lý do làm sao để chúng ta sao nhãng đi. Và đây là một trong những cái chiêu bài mà rất là nhiều những cái người mà họ đang thực hiện cái cách đó là lôi kéo kênh, tăng giá, rồi có thể là họ scan. Thì chúng ta lưu ý kỹ những lý do này. Những lý do này thì hay gặp phải những ông scan lắm, và đó là cái điều đó gọi là bán than. Vậy nên có những lý do này thì chúng ta cũng phải lưu ý kỹ kênh của họ, và chúng ta cũng phải lưu kỹ lại cái info chứng minh nhân dân, số tài khoản, để sau này có vấn đề gì đó thì chúng ta còn alo hỏi thăm nhau tí, đúng không nào? Ok, đấy là cái điều mà lưu ý đầu tiên với check cho các bạn, để cho các bạn để hiểu rõ cái vấn đề khi chúng ta mua bán kênh. Vì thì chúng ta đang phân tích một cái video là hiểu rõ bản chất mà. Bản chất là cái gì thì chúng ta phải công khai ra hết, đúng không nào? Và có cái điều gì cần góp ý thì các anh em cứ bình luận dưới đoạn video nhé, và tôi sẽ chắt học lại và tôi chia sẻ với lại tất cả các bạn. Ok, cái vấn đề thứ hai đó là về định giá kênh.
Đây là một cái vấn đề mà chắc chắn rằng là nó cũng khá là vô cùng quan trọng. Rất là nhiều bạn có nói rằng là thế thì khi định giá kênh, kênh của em như thế này, kênh của em như thế kia, kênh em của hơn của thằng kia, hơn của thằng hàng xóm, hơn cả của cái thằng nàng bên. Nhưng sao cái giá tiền của em nó lại bèo bọt như vậy? Có phải là cái giá nó chỉ có vài nẹt đẹt, vài triệu hay không? Như chia sẻ với bạn rằng là không hẳn như thế, mà chúng ta phải biết phân loại ra từng loại kênh một. Cái vấn đề đầu tiên đó là với loại kênh xịn, kênh VIP, kênh xanh sạch đẹp và không tì vết. Đấy, trắng như ngọc trinh. Đây, với lại cái loại kênh như thế này thì theo về cái định giá kênh thì nó sẽ dựa vào doanh thu 3 tháng gần nhất. Và lấy 3 tháng gần nhất đó cộng vào chia trung bình, lấy cái con số trung bình và nhân với lại hệ số 5 hoặc hệ số 8, hệ số 10 hoặc hệ số 12, hoặc có thể nhân hơn nữa nếu như các bạn thỏa thuận với nhau. Thì về cái việc này đó chính là, thì ví dụ cho các bạn có thể rõ hiểu, đó là ví dụ như cái tháng đầu 3 tháng gần nhất của nó đang là 500 đô, 400 đô và 600 đô. Thế thì 3 tháng này nó sẽ cộng lại bằng 1.500 đô và nó sẽ chia cho 3, lấy cái số trung bình và nó nhân với 10. Thì nó sẽ, thì cái giá kênh mà nó có số tiền như thế này thì nó bằng 5.000 đô. Cái này thì nó dành cho những cái kênh mà thực sự xịn và tiềm năng và hầm hố thì nó mới có giá như thế này. Thường thì với những kênh thế này ấy, thì đa số như đã nói bên trên rồi, ít người bán lắm, và những người mà bán kênh này ấy, đa số là những cái người nằm trong team, xong bắt đầu là tách team ra, hoặc là những anh em thân thiết trong gia đình, hoặc là những anh em trong họ hàng đấy, muốn giúp đỡ nhau có một cái khoản tài sản gì đó để có thể triển khai. Thường thường thì những kênh này là đa số là những cái kênh mà các ông đang làm trong team rất là ngon lành, xong bắt đầu phá bệnh ra chia nhau mỗi đứa một kênh, rồi bắt đầu rằng là có ông thì không lấy kênh, có ông lấy tiền đấy, vì rằng cái ông lấy tiền kia thì kiến thức ông ấy kém nên ông phải lấy tiền thôi, ông ấy lấy tiền ông đi kinh doanh cái khác đấy. Và đó là cũng là cái lý do mà nên trên mạng bạn thấy nhiều ông kêu đó là tôi làm YouTube mấy năm trước lúc đấy chưa ra tiền ấy, bây giờ tôi muốn làm lại đấy, kiểu kiểu dạng dạng như thế. Ok, tiếp theo đó là về cái kênh mà chúng ta liên quan về cái sub cao nhưng thu nhập thấp. Thì thực sự dạng kênh này thì mày chia sẻ với bạn rằng nó rất là mơ hồ, nó ảo tung chảo. Cái vấn đề này tranh cãi xảy ra và cãi nhau rất là om sòm, bởi vì rất là nhiều cái kênh mà khi chúng tôi support và ngay chính bản tôi support hay tôi giao dịch với họ thì thấy một cái điều rằng là họ chứng minh kênh họ xanh sạch đẹp, tất cả mọi thứ nó ok lắm, nhưng mà khi làm và phân tích sâu hơn vào kênh thì thấy rằng đa số cái lượng sub đó là lượng sub ảo, và cái lượng sub đó thì nó từ nhiều nguồn tới, và đôi khi là cái lượng sub đó nó đến từ một cái video đề xuất, nhưng cái video đó khi nó hết đề xuất rồi thì cuối cùng cái khán giả từ video đó chả mang nó xem video còn lại cả. Đấy, nó có rất là nhiều vấn đề như thế, nói chung là tranh cãi om sòm, bắt đầu định giá. Ông nào cũng muốn úp cái kênh mà giá cao sub mà thu nhập thấp này, muốn úp lên cái giá của kênh xịn kìa. Đấy, ai cũng muốn thế. Thì hiển nhiên rằng mua bán giao dịch thì ai cũng muốn lợi rồi. Nhưng với lại một cái người, nếu như các bạn làm trung gian hoặc các bạn phân tích kỹ cái kênh mà bạn muốn mua và bạn muốn ép giá xuống ấy, thì bạn phải hiểu kiến thức. Và khi hiểu kiến thức thì bạn mới hiểu cái cách đó là chúng ta làm sao để đạt cái hiệu quả. Ok, bây giờ thì tôi lấy ví dụ cho các bạn cái kênh này. Về cái kênh này, ví dụ như kênh 100k sub, doanh thu của nó thì chỉ có 300 đô trên tháng, đúng không? Đây là cái điều mà các bạn sẽ thấy rất rằng là vì sao kênh 100k sub lại doanh thu chỉ có 300 đô trên tháng. Chia sẻ với bạn một cái điều rằng nó có quá nhiều cái kênh như thế này. Có những kênh 100k sub kiếm được chỉ có hơn 200 đô một tí thôi. Đấy, nó không hơn không kém được cái thứ gì cả. Cái điều đó là rất điều, nó rất là kỳ lạ đúng không nào? Và cái điều đấy nếu như các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ biết thôi. Đó là cái điều mà ví dụ thực tế cho các bạn đấy. Và đây thì khi chúng ta thấy một cái điều này thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn cái kênh này là sắp ảo rồi. Và khi chúng ta mua ấy, thì thực sự ra nó rất là khó phát triển cho cái việc đó là các bạn xây dựng nội dung content hay xây dựng nội dung hướng đến khán giả. Và cái sắp ảo của cái trường hợp này thì các bạn có thể thấy rằng họ có rất là nhiều cái thủ thuật. Họ có thể áp dụng mua sắp rẻ từ những cái trang web với một cái giá từ 50 đồng cho đến 300 đồng trên một sắp. Rồi là họ có thể rằng là kéo sắp bằng những cái video 18 cộng, hoặc là những cái video gì đó nó được nổ đề xuất trong kênh, như tôi đã nói bên trên đó là nó nổ xong rồi đến một thời điểm sau thì khán giả từ video đó người ta không xem video còn lại nữa, vì những video còn lại nó không mang lại cái giá trị cho họ đấy. Đó là cái điều mà thực tế như vậy thì chúng ta phải thấy được rằng rất là nhiều trường hợp. Thế thì với lại cái ví dụ trường hợp này thì chúng ta sẽ định giá kênh của họ như thế nào và chúng ta sẽ tính toán làm sao để cho nó hợp lý nhất cho vừa người mua vừa người bán vừa thằng trung gian được lời đúng không? Thì chắc chắn một cái điều rằng là với trường hợp này, với cái thu nhập 300 đô trên tháng và với lại 100.000k sắp, thì với cái giá sắp thì theo một cái mặc định thì bạn thấy rằng là cứ 10k sắp thì là 100 đô. Và với lại 100k sắp đó thì các bạn sẽ nhân lên và các bạn lại cộng với lại cái
300 đô này các bạn nhân lên với hệ số 10 thì bạn thấy đấy là cái giá kênh này sẽ tầm 4.000 đô theo đúng cái công thức. Tuy nhiên thì chúng ta phải nhấn mạnh một cái điều rằng nó sắp ảo và nó có cái dấu hiệu xấu, thì các bạn thấy rằng là dấu hiệu xấu nó nhiều lắm, nó tiềm ẩn nhiều lắm. Vì nó tiềm ẩn ở cái chỗ là như tôi nói ở bên đầu video các bạn nhìn thấy ấy. Đấy, đầu video các bạn thấy rằng này, nó tiềm ẩn ở cái chỗ rằng nó có thể đã từng dính rớp và bị sẹo và bây giờ nó đã sạch lại. Đấy, những cái kênh mà nó hầm hố nó hay bị vậy. Thì bạn thấy rằng là với kênh này thì từ cái yếu tố phân tích đó thì giá của nó cũng chỉ dao động từ 1.000 cho đến 1.500 đô thôi, chứ nó không được cái giá như chúng ta tính là 4.000 đô. Và tùy vào theo những cái thứ mà chúng ta phân tích và chúng ta có người trung gian nữa, thì đa số những kênh này đa số gặp trực tiếp mà ít khi các bạn giao dịch trung gian trên mạng lắm, nó giao dịch trực tiếp tất cả mọi thứ. Và cái vấn đề đó tôi chia sẻ với bạn thông qua cái video đó là mua bán kênh YouTube bật kiếm tiền như thế nào là đúng ấy. Đấy, các bạn đã xem video này thì bạn sẽ thấy rất là rõ vấn đề đấy đúng không? Bạn nào chưa xem thì có thể xem nhá. Thì khi chúng ta mà định giá được cái kênh đó và chúng ta bắt đầu chúng ta triển khai ấy, thì bạn sẽ thấy một điều là chính giá chuẩn ấy, thì những kênh đó thì thường thường chúng ta có thể ép giá xuống 50%. Vì bản thân cái thằng chủ kênh nó cũng thấy rằng một cái điều gì đó nó rất là nung nay rồi. Vì như đã nói rồi, một cái kênh mà mang đi bán thì chắc chắn là nó có một cái vấn đề gì đó. Và khi nó có vấn đề gì đó các bạn bắt được top thì tự nhiên giá nó rẻ thôi. Và từ đó các bạn sẽ thấy rằng là vì sao lại có những cái kênh dạng như thế này và giá nó cao như thế. Vì bản thân khi các bạn đi xem trên mạng hay các bạn đi tìm kiếm những cái kênh trên mạng, bạn thấy rằng ôi giá nó rẻ lắm anh ơi, giá nó có chỉ có 500, 1 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi để 3 triệu hết cỡ thôi. Sao video của anh nhìn nó hầm hố thế, thì chia sẻ với bạn là đang phân tích từng trường hợp một nhá. Cho nên các bạn sẽ yên tâm, sẽ có trường hợp các bạn ngay đây thôi. Thì đây, nó ngay ngàn lập tức đây, đó là với cái kênh mà bạn bật kiếm tiền ấy, thì bạn thấy một rằng là tùy vào cái mức giá, cái loại kênh cổ, rồi là kênh mới, rồi kênh 3 bước, kênh 4 bước, rồi khi các bạn thực hiện đó là video cổ hay là video mới, thì bạn thấy rằng trên thị trường thì nó sẽ dao động từ cái giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu rưỡi. Đấy, đúng cái nguyện vọng của các bạn chưa? Thì tùy loại và tùy vào cái loại chủ đề ấy, thì nó sẽ có giá chênh lệch khác nhau và nó theo một cái chuyện đó là nếu như các bạn cộng khéo miệng và cộng kênh các bạn uy tín nữa thì giá tiền các bạn có thể nhân x đôi. Tức là từ giá 2 triệu rưỡi các bạn có thể lên đến giá 5 triệu. Đấy, nó kiểu dạng như thế, giá 4 triệu rưỡi các bạn có thể lên đến 9 triệu. Đấy, đó là lý do làm sao mà khi đi buôn bán ấy, người ta có thể nói, người ta nói rằng là tùy vào mỗi người trường hợp, mỗi người sẽ có cái duyên khác nhau. Ở bên cạnh đó các bạn có cái cách khéo của các bạn thì cái tỷ lệ kênh của bạn, kênh bật kiếm tiền xanh sạch đẹp của bạn ấy, giá nó sẽ rất là tươi. Đó là dành những kênh xanh sạch đẹp nhá. Còn nếu như với lại cùng cái kiểu như thế, đó là cái kênh mà các bạn, kênh bật kiếm tiền của bạn bị dính sẹo, thì thường thường là những kênh các bạn đi mua bán trên mạng ấy, thì đa số các bạn mua nó bị dính sẹo, có thể nguyên tắc cộng đồng, có thể bản quyền nó rất là nhiều, như để chế độ riêng tư thì cái thằng bán kênh nó cũng nguy hiểm lắm đúng không? Nó cũng theo một cái diện đó là nó muốn bán ngay bán đi đây và bán giá đắt. Bạn là người mua thì bạn cũng muốn háo hức lắm, bạn cũng phòng thủ rồi nhưng phòng thủ chưa chắc bằng nó đâu. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng với cái loại kênh này ấy, thì giá thị trường thì nó sẽ dao động từ 1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu nếu như chúng ta làm ăn nó uy tín. Còn nếu như không uy tín ấy, thì cái giá 500 nghìn cũng có và giá 800 nghìn cũng có. Nhưng cũng phải nói một cái điều rằng là tùy vào chủ đề nữa và cũng tùy vào sẹo phải mắc phải thì nó có cái sự giảm giá và tăng, giảm giá hay thêm giá hay tăng giá, còn tùy thuộc vào cái người chủ kênh đó họ chứng minh được, và họ chứng minh được thì giá lại tươi thôi. Đó là cái lý do làm sao các bạn nên trên mạng bạn thấy rằng là có những cái trường hợp đó là cái video đó thực sự ra nó không đáng để bị sẹo, mà nó có thể rằng cái chủ kênh đó không biết kiện cáo nhưng nung nay trong cái việc đó là đi bán kênh. Chúng ta nhìn được cái video đó chúng ta có thể kiện cáo được, hoặc cái video đó nó không ảnh hưởng gì đến với nhiều chủ đề chúng ta sắp tới làm, thì chúng ta có thể mua cái giá này khá là tươi. Ông nào mua được cái giá kiểu dạng dạng như kênh này nhưng mà phân tích tốt đấy, thì cái hiệu quả nó là mua kênh cũng khá là tuyệt vời. Đó là cái điều thực sự đấy. Và thì khi các bạn ấy thể thấy một cái điều rằng là với lại những cái kênh mà ngoài bật kiếm tiền ra thì có cái kênh nó là bị tắt kiếm tiền cũng được tiền cơ. Đó chính là những cái kênh mà các bạn bị tắt kiếm tiền ấy, thì muốn bán những kênh này ấy, thì nó phải lớn hơn 30k sub. Thường thường thì những người mua phải lớn hơn 30k sub. Thì những cái kênh này thường thường để dành cho những cái người mà người ta muốn bán hàng này, người ta muốn làm affiliate này, và affiliate marketing đấy, hoặc người ta muốn dùng cái kênh đó làm đòn bẩy để có thể quảng bá thương hiệu sản phẩm. Thì bạn có thể thấy rằng là dựa vào những yếu tố này thì cũng có những cái đối tượng tệp khách hàng thì họ cũng từng thường liên hệ với lại bên bọn mình, thì cũng tìm những cái kênh dạng dạng như thế này để có thể mua. Thì bạn có thể thấy rằng là với những kênh như thế này ấy, mà bạn kiếm được ấy, thì đôi khi gặp một cái ông nào đó không biết mua kênh ấy, bạn có thể mua một cái giá rất là bèo nhưng bạn bán cho cái đơn vị đó thì giá rất là cao.
đó nó giống như kiểu dạng cò ấy mà. Và nó bạn ấy thể thấy rằng là mua bán kênh thì khi để có thể chuyển và hướng được một cái nghề này ấy, thì ngoài cái việc bạn có kiến thức tốt ra thì bạn phải biết cái cách đó là bạn trở thành cò, và ngoài cái những cái thứ đó ra bạn phải còn rất là nhiều kỹ năng nữa đấy, khéo ăn khéo nói khéo miệng khéo bôi trơn đấy, rất là nhiều vấn đề như vậy. Thì định giá của cái kênh dạng tắt kiếm tiền đấy, dạng tắt kiếm tiền nhưng mà lớn hơn ba cái mega sub, đó là giá thì sẽ dựa theo cái nhân khẩu học. Cái nhân khẩu học là cái gì? Đó là cái khán giả của cái kênh đó cộng cái sẹo của kênh đó đấy. Một người đi sâu ở kiến thức thì chúng ta sẽ phân tích về cái khán giả, tức là cái nhân khẩu học, họ là những lứa tuổi như thế nào để có thể định giá xem có hướng đến đúng sản phẩm để có thể mua không, rồi sẹo kênh như thế nào để chúng ta hầm hố, chúng ta kiểu dạng dạng chúng ta uy hiếp đối phương hạ giá xuống đấy. Đó, các bạn hiểu không ạ? Rồi bắt đầu rằng là khi định giá nó thì cái giá của nó sẽ là dao động, nó ra làm sao thì các bạn đang nhìn trên màn hình đây. Thì với cái giá đó là 10k sắp thì nó sẽ dao động từ 100 đô đến 150 đô. Cộng vào cái yếu tố khéo nói với lại cộng vào cái yếu tố làm cỏ, thì nếu như các bạn mà biết cách nhân x2 x3 lên đấy, tùy 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 người mua và người bán, và tùy vào bạn trở thành người trung gian hay bạn chính là cái người bán hoặc là chính là người mua thì bạn đã biết cách phối trí. Thì hiển nhiên rằng là khi đi mua bán thì các bạn thể thấy rằng là nó sẽ có rất là nhiều cái mức giá như vậy. Vậy thì khi mới mua như thế thì chắc chắn rằng là nhiều ông cũng tiếc lắm, cũng tiếc về cái việc đó là kênh rất là tâm huyết nhưng có một cái vấn đề rằng là nầm nỡ cho nên là nó bị tắt kiếm tiền, cũng buồn lắm. Cho nên là nhiều cái vấn đề như vậy thì các bạn thấy rằng là không sao cả, đó là cơ hội của các bạn nếu như các bạn muốn kinh doanh, muốn bán kênh. Và chắc chắn rằng bạn phải có nguồn khách hàng, người ta cần mua kênh nó để làm gì. Và rồi đôi khi lại gặp một cái trường hợp nó béo bở nữa, đó là gặp ngay ông giám đốc hay ông trưởng phòng gì đó, ông ấy mua kênh về, ông ấy chủ yếu đó là ông ấy khoe cho sếp ông ấy thôi, thì bạn lại còn giá cao nữa cơ. Đó là cái điều mà thực sự chia sẻ với bạn như vậy. Rồi ok, đó là những cái thứ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái cách để chúng ta hiểu rõ cái bản chất về mua bán kênh và chúng ta biết định giá. Tiếp theo xuống bên dưới thì chúng ta có một cái tiếp, đó là chúng ta sẽ bảo vệ cái kênh của mình như thế nào. Ở đây là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Thế thì ông bán với ông mua, bây giờ mới bắt đầu đến cái ông bán này. Với ông mua thì đã định giá rồi, với ông bán cũng có thể đã định giá rồi. Còn bây giờ muốn bảo vệ chính bản thân ông đưa ra cái kênh đó để bán, đó chính là các bạn không nên cung cấp quá sát về cái chủ đề kênh của bạn. Vì rất là nhiều ông khi đi bán kênh ấy, thì cái mấy cái thằng cha trên mạng ấy, nó cứ nhắn tin nó bảo xin cái chủ đề, thì chắc chắn bạn bạn mà nói được cái chủ đề đó, bạn mà phun được cái keyword đó thì coi như bạn cu tèo, điều đó ai cũng hiểu không nào. Thì chắc chắn là không ai ngu mà nói ra rồi. Nhưng khi đã nói ra ấy, thì chúng ta đi bán kênh ấy, chúng ta chỉ cần nói rằng chủ đề đó là tin tức, là vlog hay là âm nhạc, hay là một cái chủ gì đó bạn đang làm, để làm sao mà cho người người ta biết có phải phù hợp với họ hay không. Tiếp theo đó thì các bạn cũng không nên cung cấp cái link đến kênh, rồi là tên kênh. Đây là cái vấn đề mà rất là hay thường gặp bởi những cái người mà chưa có kinh nghiệm về giao dịch ấy, hay những cái người mà rất còn nhỏ tuổi ấy, hay nói cái khác là trẻ trâu ấy. Và những cái em nhỏ đó bị đuối trí sâu ra cái này ấy, thì cái tỷ lệ mà mất nó khá là gay go. Và rồi đôi đôi khi rằng là cũng không chia sẻ link kênh đâu, lại chia sẻ cái tên kênh. Chia sẻ tên kênh thì có hàng chục cái tên kênh nhưng cái thằng kia nó vẫn mò được đến kênh của các bạn. Đó là cái điều mà rất là củ chuối đúng không? Cho nên là cách tốt nhất là không nên cung cấp link của cái kênh đó và tên của kênh đó. Đó là điều mà tôi khuyên sát sườn với các bạn. Và khi các bạn là cái người mà đã từng giao dịch, các bạn sẽ thấy rõ, rất rõ về điều đó. Và rồi tiếp theo đó các bạn phải cung cấp chụp ảnh màn hình thu nhập 28 ngày gần nhất, cũng như cái lượt xem 28 ngày gần nhất, để cho mọi người có thể biết, để có thể định giá cái kênh của bạn. Và bắt đầu lúc đó thì người ta sẽ hỏi sâu hơn về cái việc đó là thế thì doanh thu tháng với các thứ như thế nào. Tiếp theo đó thì các bạn phải cung cấp cho họ cái trường hợp nếu như cần thiết và rất là cấp bách, đó là cung cấp cho họ đó là cái timeline, cái lượt xem trong hai trong 60 phút và trong 48 giờ phải thật chính xác. Thì khi chính xác ấy, thì cái định giá kênh ấy, nó rất là rõ ràng, và nó đã rõ ràng rồi thì hai bên thuận mua vừa bán thì rất là nhanh chóng, đỡ phải kỳ kèo rồi bắt đầu đỡ phải trả giá trả lên trả xuống đau hết cả đầu. Và rồi rằng các bạn cung cấp về cái hình ảnh bật kiếm tiền đấy, hình ảnh bật kiếm tiền như thế này này, đặc biệt rằng là phải cung cấp đúng, vì rất là nhiều ông cung cấp là hình ảnh bật kiếm tiền rất là xanh như thế này nhưng khi mua cái kênh về thì nó bị sẹo này này, sẹo kia sẹo này, trong hai thằng là chửi nhau om sòm rất là nhiều vấn đề nông tham thôi đấy. Cho nên là khi các bạn làm, bạn cũng phải lưu ý đúng không ạ, chúng ta mua bán thì chúng ta cũng có một cái tâm một tí thì hiệu quả các bạn sẽ có uy tín thôi, điều ấy là điều bình thường.
Và đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn về cách bảo vệ các bạn. Và còn nếu như bạn nào mà không nghe theo cái điều mình vừa chia sẻ xong ấy thì bị làm sao thì tự chịu nhá. Và cái điều đó thì khó mà hối hận được đấy. Và hối hận vô cùng luôn đấy, chứ không phải là khó hối hận đâu. Ok. Tiếp theo đó thì về cái việc là khi mua kênh cần những điều sau. Đấy, khi mua kênh ấy, các bạn cần những điều sau, đó là khi các bạn mua rồi các bạn phải thực hiện ngay. Còn nếu như không thực hiện ngay ấy, có những thằng rất là bố láo mang tính chất lừa đảo sờ can, nó lấy lại kênh ngay lập tức. Những cái thằng đấy nó rất là ranh ma và nó như kiểu mấy thằng Marco ấy, đúng nào? Thì chắc chắn một cái điều rằng là đây là cái thứ mà nhiều bạn muốn hỏi đây. Thì như các bạn có thể thấy rằng là về cái việc đó là cách một. Đó là các bạn thấy rằng các bạn có thể chuyển ngay từ cái Gmail của kênh họ ấy, sang cái Gmail của bạn quản lý nhá. Chuyển kênh ngay qua Gmail khác quản lý, tức là Gmail khác sẽ là Gmail của bạn. Cái vấn đề tiếp theo đó là muốn chuyển kênh YouTube ấy, thì các bạn phải thêm quyền quản trị add Gmail khác vào trong cái phần đó là tài khoản thương hiệu G cộng. Nhưng có một cái sự lưu ý đó là chuẩn bị đến cái ngày mùng 2 tháng 4 năm 2019 ấy thì nó mất mịa cái G cộng rồi, thì lúc đó thì chúng ta cũng chưa biết kiến thức nó sẽ đi đâu về đâu. Còn nếu như thời điểm hiện tại mà các bạn đang xem được video này là trong cái khoảng tháng 3 thì thoải mái làm và thực hiện, đúng nào? Đó là cách đầu tiên. Và rồi sau đó các bạn mới add cái quyền quản trị của kênh hoặc là cái chủ sở hữu kênh mà muốn đặt vào trong chính cái kênh đó. Rồi xong bắt đầu các bạn sẽ đá cái Gmail cũ của nó ra. Thì những cái thứ này phải nó phải thực hiện trong vòng 24 giờ. Đấy, muốn làm những thao tác này thực hiện 24 giờ. Điều này các bạn mà không biết ấy, thì các bạn có thể lên trên những cái diễn đàn mà những cái học viện YouTube hoặc là những cái diễn đàn liên quan về Google YouTube hoặc Google AdSense thì người ta chỉ cho bạn cái điều này. Đó là cái điều mà muốn chia sẻ các bạn. Và chắc chắn rằng là đôi khi các bạn cũng không phải sử dụng cái cách một hoặc là cách hai sắp sửa mình chia sẻ đây đâu. Bởi vì rằng nếu như các bạn gặp người quen, anh em trong nhà mua bán được cái kênh đó rồi thì đố nó cũng không đòi được. Đúng là chúng ta biết nhau rồi, lúc nào cũng đi qua bắt tay nhau rồi xong rồi lúc nào cũng đi qua vỗ mông vợ nó, à nhầm, lúc nào cũng đi đi qua đó là chào hỏi nhau thì chắc chắn là thoải mái đi, không phải chuyển chung gì cả. Còn nếu mà giao dịch online thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng cách một hoặc cách hai. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến cái cách hai. Cách hai đây thì nó khá là đơn giản thôi. Đó là cái điều thứ nhất, các bạn phải chuyển ngay quản trị GA đấy, chuyển ngay sang cái Gmail của bạn và đá cái Gmail cũ ra. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là các bạn sẽ phải chuyển cái kênh sang Gmail khác, đó là chuyển cái kênh sang Gmail của bạn. Và cuối cùng các bạn sẽ xóa cái Gmail cũ của kênh đó đi. Đấy, không cho nó lấy lại nữa. Và cái điều này thì không phải cần một ngày mà các bạn chỉ cần 30 giây thôi. Đấy, 30 giây đến 1 phút là xong thôi. Và đây và cái cách thứ hai này thì thường thường rất là nhiều người sử dụng. Bởi vì đôi khi có những người bán kênh ấy là người ta bán cả cái Gmail, là người ta bán tất cả mọi thứ mọi thông tin, thì các bạn phải sử dụng cái cách này. Đó là cái điều mà muốn chia sẻ với bạn, cái cách thứ hai. Và thì chắc chắn một cái điều rằng là khi sử dụng những cái cách thứ nhất hoặc cách thứ hai, có thể nó vào cái trường hợp đó là mở cái kênh lên, úi giời ơi, chưa bật kiếm tiền. Đấy, nhiều ông rất là hồi hộp, tim đau, ngực đập thình thịch. Thì không sao cả, cái điều này là một chuyện bình thường. Đó chính là nó đang chuyển giao kênh thôi. Thì trong khoảng thời gian đó thì các bạn đơn giản là các bạn sẽ đổi kênh của bạn. Bạn đợi trong vòng từ 24 cho đến 48 giờ. Thì nó sẽ xuất hiện ra một cái tab như thế này này. Hiện không có cái tính năng tại quốc gia của bạn ấy, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ có hai bức ảnh, một bức ảnh như thế này và một bức ảnh như thế này. Thế thì đơn giản là lúc đó các bạn sẽ chuyển đổi cái quốc gia cho mình, đó là từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, đấy, sang Mỹ đấy. Đấy, sang US là Mỹ đấy. Thì các bạn thấy rằng là đợi trong khoảng đó là 24 giờ thì kênh nó sẽ xanh xanh sạch đẹp lại như lá mạ non. Đấy, còn nếu mà chậm ấy thì sẽ mất khoảng cỡ 48 giờ. Thực sự là lý do 48 giờ làm sao nó chậm như thế thì mình cũng chịu cái điều này, bạn hỏi Google chứ mình không biết. Đấy, và khi khi tất cả mọi người đang làm thực hiện ấy thì thường thường nó đấy là nó dao động trong khoảng đó là chúng ta phải đợi trong 24 giờ nếu như chúng ta gặp cái trường hợp củ chuối chấm muối như thế này. Ok chưa nào, các bạn hiểu vấn đề đó chưa? Và đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn. Nó phải hiểu rõ bản chất, nó nhiều kiến thức như thế đấy. Còn về cái việc đó là khi chúng ta mua bán kênh bật kiếm tiền như thế nào thì đã có video chia sẻ rồi. Các bạn có thể xem cái link ở ngay trên màn hình, hoặc cái link này mình sẽ để ngay trong cái mô tả của video này. Các bạn có thể kéo xuống mô tả và bạn kích vào đó để xem. Và cái lời đầu cuối cùng đó là rất là cảm ơn bạn theo dõi video, và đừng quên nhấn like, share, chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem. Còn nếu như bạn nào mà muốn donate cho mình ý, và các bạn thấy được rằng kiến thức nó hữu ích ý, hay giúp các bạn có thể định giá được kênh hay tất cả mọi thứ đấy, các bạn có thể donate cho mình thông qua cái mô tả của video.
đấy, mua thông qua cái mô tả của kênh, đúng nào, mô tả của kênh đã có số tài khoản, đã có PayPal, các bạn thích donate kiểu gì thoải mái. Đó là dành cho những bạn nào hay hỏi mình về cái việc là anh ơi sao anh không mở cái link donate đi đấy, các bạn thích donate thì cứ vào cái mô tả của kênh donate thoải mái nha. Ok, đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với bạn thông qua cái video hôm nay, và mong rằng cái video hôm nay nó đã giúp cho các bạn một cái chứa đựng, một cái nền tảng kiến thức để cho các bạn có thể hiểu rõ những cái bản chất về cái việc mua bán kênh. Và thêm một lời cuối cùng, đó chính là rất là cảm ơn các bạn theo dõi từ đầu đến cuối về cái vấn đề đó. Và bạn nào theo dõi từ đầu đến cuối về vấn đề đó, mình cũng rất là cảm ơn bạn chú ý lắng nghe. Và kiến thức đó chắc chắn rằng nó giúp giúp cho các bạn hữu ích vô cùng. Nếu như các bạn muốn giao dịch kênh, nếu như các bạn muốn mua kênh, hoặc nếu như các bạn muốn trở thành trung gian mua bán kênh, hoặc các bạn muốn trở thành cò bán kênh, thì kiến thức đó đã dành là của bạn. Và hãy lưu lại và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết tới kênh channel GMD. Và cảm ơn các bạn vì điều đó. Xin tạm biệt tất cả các bạn.